Câu 25: cho hình chớp tứ diện đều SABCD thì hình chớp tứ diện đều thì các cạnh của nó bằng A và mặt đáy ABCD chính là hình vuông. ABCD chính là hình vuông nha các bạn, hình vuông. Rồi, gọi M là trung điểm của SD, trung điểm. Vậy đoạn MD sẽ là A chia chì 2. Tính tan của góc giữa BM, tính tan góc giữa BM và ABCD. Vậy để tính tan của nó thì các bạn phải tìm được góc hợp bởi giữa hai mặt phẳng. Xin lỗi, góc hợp bởi giữa đường thẳng với mặt phẳng ABCD. Được chưa ạ? Sau đó các bạn sẽ tính tan thì góc hợp bởi giữa đường thẳng BM với lại ABCD chính là góc BMD. Được chưa ạ? Thì các bạn dùng quy tắc chiếu thì các bạn sẽ thấy. Rồi, bắt đầu mình khi chứng minh trực tiếp, muốn chứng minh kiếm được góc này thì ta phải tìm được một cái tam giác vuông, một cái tam giác vuông để các bạn dùng xiên có tan. Nhưng không dùng được thì mình sẽ dựa vào một cái góc trung gian bằng với nó. Thì từ S nè, ta kẻ một cái đường cao SH. Thì đặc điểm của đường cao này phải đi qua giao điểm H, chính là H là giao điểm của AC và B đây. Được chưa ạ? Vậy ta sẽ có gì ạ? Ta sẽ có ABCD là hình gì ạ? Hình vuông. Thì suy ra BD sẽ bằng cạnh nhân cạnh 2, vậy bằng AB nhân cạnh 2. Vậy suy ra BD bằng A cạnh 2. Vậy khi có BD bằng A cạnh 2, vậy suy ra HD chính là BD chia 2, vậy A cạnh 2 chia 2. Vậy ta có đây là A cạnh 2 chia 2. Từ H ta kẻ một cái đường thẳng nha các bạn. Các bạn từ M nha các bạn. Từ M ta kẻ một cái đường thẳng MP vuông góc với lại BD. Được chưa ạ? Vậy ta có nè, ta xét tam giác SDH thì ta có M là trung điểm của SD và MP song song với SH. Vậy cho thấy MB chính là đường gì ạ? Đường trung bình nha các bạn. MB là đường trung bình. MB là đường trung bình của cái tam giác đó, của cái tam giác SDH. SDH. Vậy ta phải tính được SH, ta tính SH. Thì SH nè, thì ta xét cái tam giác SHB. Tính SH thì ta xét cái tam giác nè, xét cái tam giác SHB vuông tại H. Thì các bạn áp dụng định lý Pythagore thì ta sẽ tính được SH sẽ bằng căn của SB bình trừ SB bình trừ cho HB bình. Vậy sẽ bằng căn A bình trừ cho A chia 2 tất cả bình. Thì các bạn tính ra được SH. Ok chưa ạ? Có SH rồi đúng không ạ? Có SH rồi thì các bạn chỉ cần tính thêm HB nữa thôi. Thì các bạn dùng
dùng tan. Bắt đầu các bạn nhớ coi, xiên đi học là đối chiêu huyền, có khóc ngoài là kề chiêu huyền, tan thôi đừng khóc. Xin đi học có khóc hoài, thôi đừng khóc là đối chi kề. Vậy tan là đối là B, MB. Còn kề là B, BP. Vậy ta tính PP. Thì để tính PP các bạn phải tính được HB. HB chính là HB chính là bằng HD chia 2 đó các bạn. Do P là chung, chung điểm về A cắn 2 chia 4. Và mình cũng có B gì ạ? BH cũng là A căn 2 chia 2. Vậy ta lấy hai thằng này cộng lại thì ta sẽ có là gì ạ? 3. Thì ta sẽ có là B sẽ bằng là 3 A căn 2 chia 4. Vậy ta có BB bằng 3 A căn 2 chia 4. Vậy ta dùng tan của MB với lại mặt phẳng ABCD chính là góc hợp bởi giữa MB với lại BB bằng tan của MB với lại BB. Tan thì bằng đối chia kề, vậy là MB chia cho BP. MB các bạn tính chưa ạ? Chưa thì mình biết là mình tính được SH nè, thì mình suy ra MB.